Thưa quý vị, ngày 14 tháng 1, UBND tỉnh Bình Dương đã tổ chức họp báo thông tin về tình hình kinh tế xã hội năm 2021 và chính sách chăm lo Tết cho nhân dân. Theo đó, Bình Dương sẽ chi hỗ trợ gần 230 tỷ đồng cho hộ nghèo khó khăn, công nhân lao động nghèo xa quê có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không đủ điều kiện về quê ăn Tết. Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho biết, trong năm 2021, dịch bệnh trên địa bàn diễn biến phức tạp. Lãnh đạo tỉnh Bình Dương đã tập trung chỉ đạo, triển khai các giải pháp phòng chống, kiểm soát dịch bệnh chưa có tiền lệ để thực hiện mục tiêu bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân. Tỉnh cũng lãnh đạo chỉ đạo tạo điều kiện duy trì và sớm phục hồi sản xuất, kinh doanh. Theo ông Hà, đến nay hầu hết các hoạt động của đời sống xã hội, sản xuất, kinh doanh được khôi phục theo hướng thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh. Tình hình kinh tế xã hội năm 2021 đạt được một số kết quả khả quan. Tỉnh Bình Dương cũng triển khai công tác an sinh xã hội, hỗ trợ người dân, người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh tích cực, hiệu quả. Cùng các chính sách của Trung ương, Bình Dương đã kịp thời ban hành các chính sách hỗ trợ và triển khai giải ngân các gói hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng. Đến nay, đã chi gần 4,4 triệu lượt trường hợp với 4.000 tỷ đồng. Bạn có video hấp dẫn? Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo? Hãy gửi về pho@pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.